cùng mì thứ đi đâu ăn đó à nha. Và chuyến đi hôm nay, Miệt Thứ sẽ chọn hướng Bắc để xuất hành. Tức là chúng ta sẽ đi từ thứ 11 chạy lên huyện An Biên, sẽ đi ngang thứ 6 thuộc xã Đông Hòa và dừng chân uống một ly sinh tố dư gan mát lạnh. Nhưng không biết là hên hay xui à nha. Tố dư gan có làm không? Hả? Tại dưới gan sống không ạ? Xui rồi, đã bảo là hên hay xui cơ mà. Nhưng không sao, chúng ta sẽ ghé qua hàng dưa gan, dưa lê và dưa hoàng kim của cô gái trẻ để cùng thăm hỏi nha. Và cái này là mình trồng luôn hả? Rồi mùa nào cũng có hết hả? Không, đâu phải lúc nào cũng có. Thường thì mùa nào mới có? Mùa này hả? Mùa này là dưa ngon chưa? Cái này là dưa hoàng kim. Kim. Dưa này là dưa lê hả? Còn cái này là dưa hoàng kim phải không? Một ký nhiêu? Ký hai, cái này nè. Còn dưa gan một ký nhiêu? Đang định uống sinh tố dưa gan mà hôm nay thì không có duyên rồi. Thường là mùa này là dưa gan nhiều không em? Không, mùa này là nó hết dưa. Hết nó hết dưa hả? Mà nó ít, tại vì nó chỉ hết. Thường là còn dưa hoàng kim. Dưa hoàng kim thì có mùa này, dưa mùa. Dưa mùa. Tháng 5, tháng 6 tháng 6 là dưa hoàng kim hết mùa. Còn dưa này dưa lưới đúng không? Hết nợ như dưa lưới chứ không phải là dưa lưới. Hoàng kim cô nương rồi, nói chung là nhiều loại lắm. Cái này là hoàng kim cô nương. Nhưng mà giống là giống của mình hay là mình phải mua giống bên ngoài? Rồi vậy em là mình thu mua là mình bán được phải không? Dạ. Rồi vậy mấy người chồng ở đâu em? Ở trên rừng. Trên rừng, ở rừng An Biên mình phải không? À, trong U Minh Thượng, Bình Thuận. Dưa này là loại 1 đó hả? Mà thường nếu mình bán cho mấy nơi bán lẻ thì họ bán một ký bao nhiêu ta? Ký 10.000. Còn ở đây em bán cho mọi người du lịch thì một ký bao nhiêu? À, tức là một ký 10.000 chắc giá luôn phải không? À. À. Còn cái hoàng kim cô nương này thì một ký bao nhiêu mà anh thấy dường như nó không có đẹp ha? Loại vàng á hả? À, cái này một ký 25.000 nhưng mà ở đây thì người ta không có mua được cái loại mắc hơn đúng không? Loại 1 đúng không? Rồi anh hiểu rồi. Còn cái này như em nói hết này là hoàng kim, này hoàng kim bình thường đúng không? Hoàng kim đường là nói chung là một là hoàng kim đường, hai là dưa lê, 3 ký là 50 phải không? 300 gram đúng không? Là nhiêu tiền? Rồi 300 gram, trái này 5.000. Rồi bỏ xuống trái này. Trái nãy kìa, trái nãy ngon mà đâu rồi, phải không? Trái nào ngon? Rồi trái đó ngon, trái nào trái đó ngon đó. 15.000 đi, với cái kia 5.000 nữa là 20.000 đó. Một trái này không là 15.000 đúng không? Ừ. Trái này không 15.000. Cô nha, cô bắn mắt đi nha, rồi tôi đưa lên mạng là cô xong luôn nha cô. Trời. Chúng ta sẽ ăn tại chỗ. Nhưng mà hình như cơm nó không có dày phải không? Trời, gì không dày chứ sao nó mới cơm dày. Này là dày hả? Tại vì anh chưa ăn cái này nhiều, anh không biết được như thế nào. Nhưng mà thầy ăn hột ngon hơn ăn giỏ. Thì cắt cho anh nửa một ít, một phần thôi. Cái này ăn hột ngon hơn ăn giỏ. Ăn sao? Ăn là hột sao? Ngon hơn giỏ. Ăn hột ngon hơn ăn giỏ hả? Ừ. Sao kỳ vậy? Thử đây, hột nó ngọt lắm. Bị chửi. Ngọt. Rồi, đến chúng ta sẽ mổ hoàng kim của nương. Ủa sáng này sao em lại bộ ngán, cái game bộ dọc? Có ăn được rồi. Ủa vậy hả? Ai mà biết được? Ta thấy bộ khác. Wow, đẹp ha, nhìn đẹp ha, nhìn có vẻ hấp dẫn nè. Cái này là ăn hộp, không có ăn hộp được. Cái này là không ăn hộp được. Chúng ta chỉ ăn nó kêu là cái gì? Thịt đó đúng không? Đây.
Ừ. Nói chung là giòn nhưng mà không được ngọt lắm nha. Tại vì cái này là mới cắt á, cắt mà để hơi lâu lâu chút xíu hay là nó ngọt lắm luôn á. Nó ăn tựa như dưa lưới. Ừ đúng rồi, nó giống dưa lưới. Nhưng mà cái này mình để lâu thì nó lại ngọt. Còn mình cắt mình ăn liền nó không ngọt hả? Đúng rồi. Nó hơi có vị chua chua. Đúng rồi, nó chua chua. Tại vì mới cắt là vậy đó. Dưa hấu cũng vậy mà mới cắt thì cũng hơi có độ chua chua khi nào mình để lâu lâu đi. Rồi, cảm ơn em gái. Ủa em ở đây mình là thuộc xã nào? Xã Đông Thái. Xã Đông Thái nhưng mà ở đây là thứ năm phải không? Ở đây là ta gọi là cầu Nhị Tỳ. Anh này kia anh thấy có cái cầu Nhị Tỳ. Thì người dân ở đây họ gọi vùng này là vùng gì? Thì đúng là miệt thứ rồi, mình ở miệt thứ, mình mới quay miệt thứ đi này. Nhưng mà cái khu vực này thì người ta kêu là thứ năm. Thứ sáu, không phải thứ năm, không phải nữa. Nó nằm ở giữa đúng không? Lấn cấn đúng không? Vậy người dân ở đây gọi ở đây là gì? Có người, đa số người gọi thứ sáu nhiều hơn. Đa số thứ sáu nhiều hơn. Tại vì tôi từ thứ 11 lên đây chỉ có ăn hai trái dưa. Tốn 1 lít xăng nha cô, ủng hộ cô lắm luôn đó.